trương quán làm kem các bạn ạ. Mình cũng mở nhiều cửa hàng rồi đấy, nhưng mà ấy, toàn phá sản thôi. Nhưng mà lần này em mình sẽ quyết tâm làm lại một cái cửa hàng ấy, làm kem nó phải gọi là khang trang nhất cái khu vực này luôn. Thế mà từ sáng đến giờ vẫn ế khách. Vẫn ế khách. Mà không phải ấy, là kem nhà mình không ngon đâu, kem nhà mình ngon lắm. Mình thử rồi mà. Mà ấy, các bạn không tin ấy, thì đến tiệm làm kem của Hà Sam thử ăn kem Hà Sam làm nha. Úi dồi ôi, vị khách có vị khách đầu tiên rồi. Em xin chào chị ạ. Chị chính là vị khách đầu tiên của quán em. Em sẽ giảm cho chị 50%. Xin chào em, chị cần một món tráng miệng. Ok chị, ok đây. Ui các bạn ơi, đây là một cái máy xay các bạn ạ. Ok các bạn này, gì đây, xúc đá này à. Rồi xúc đá này, đưa lên đổ vào cái máy xay. Rồi rơi ra ngoài. Rồi ok, rơi. Rồi ok, đã xong. Rồi yeah, đá vào các bạn ơi. Món đá vào của chị khách đây. Ui, đây là cho sô-cô-la vào luôn các bạn ơi. Ok, sô-cô-la đây. Ui, nhưng mà đơn giản quá đúng không các bạn. Ui, quá ngon em ạ, quá ngon. Một từ thôi, xuất sắc. Ôi các bạn ơi, chị đấy khen mình các bạn ạ. Mình sướng quá, mặc dù ấy, đấy là mình tự sướng là như thế. Còn chị ấy chỉ bảo là ngon thôi các bạn ạ. Oh yeah, vậy là vị khách đầu tiên ấy, là mình ấy đã tiếp đón thành công. Và chị đấy trả cho mình 140 đồng tiền vàng. Vị khách thứ hai, đây là một vị khách VIP. VIP. Nhưng mà da anh này hơi đen đấy nha. Xin chào em, anh xin tự giới thiệu, anh chính là một vị vua con. À, nhà anh chẳng có cái gì ngoài tiền cả em ạ. Tức là điều kiện ấy. À, thế nên là em hãy làm cho anh một món gì mà em cảm thấy tự tin nhất về bản thân em. Anh sẽ dẫn cả nước anh đến ủng hộ quán em. Các bạn ơi, hạnh phúc quá. Ôi dồi ôi, em cảm ơn anh. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm một món để cho... Ôi, chết rồi. À, mình ấn nhầm các bạn ơi. Mình ấn nhầm vào cái chỗ mà... Không, em không tiếp đón anh. À, bị khách em bỏ đi rồi. Chào em, anh vừa mới bị đuổi việc này em nè. Chào anh, em cũng vừa mới lại bị khách chửi xong anh ạ. Anh tức quá đi thôi ấy. Bây giờ em làm cho anh em một món gì đó thật đặc biệt để anh gửi cho sếp của anh. Để ông sếp đấy tức chơi. Ừ, thế nhưng mà anh làm một món ăn ấy mà cho người khác ấy ăn ấy mà làm hại người khác thì không được đâu anh ơi. Em vẫn phải làm cho anh. Anh là thượng đế của em mà. Thôi được rồi, thế thì để em làm. Bây giờ thì anh muốn như nào đây? Cái khay là như này đúng không? Ok, có cái khay đây rồi các bạn ơi. Rồi, khay này các bạn ơi, cho hoa quả các thứ gì đây? Ui, có cái gì kìa các bạn ơi. Ôi giời ơi. Nhưng mà đây không phải là cục phân thật đâu các bạn ạ. Đây ấy là hình nó giống thôi. Thực ra nó là sô-cô-la nhưng mà hình nó giống. Mà cái anh khách này là anh khách yêu cầu cái loại này các bạn ạ. Ui trời ơi. Ui. Thôi được, mình sẽ chiều theo anh ấy. Ok, cho vào nè. Ui, cho vào ít thôi các bạn ạ. Rồi, mình sẽ cho hoa quả. Ui, không biết đây là mình làm như vậy á là anh khách ấy, anh ấy có mắng mình không nữa. Bởi vì mình cho hoa quả mà mặc dù anh ấy anh không thích cho hoa quả đâu. Anh ấy chỉ cần ấy cho cái loại sô cô la giống hình cục phân em bé thôi các bạn ạ. Khó hiểu thật sự. Tại sao ấy mà anh ấy lại muốn như thế nhỉ? Bây giờ anh ấy còn muốn sử dụng ấy cái loại nước đặc biệt cơ các bạn ơi. Nước màu xanh xanh ấy. Ơi, không biết là mình có nên làm theo anh khách này không nữa. Thôi, mình sẽ quyết định là không làm theo các bạn nha. Mình sẽ cho vị dâu vào đi các bạn ơi, vị dâu. Ôi, mình không sử dụng được các bạn. À đây. Mình chỉ sử dụng được vị sô cô la thôi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho vị sô cô la vào đây. Chắc chắn là sẽ bị anh khách mắng nhưng mà không sao hết. Tại vì mình muốn cái món đồ ăn của mình làm ra là mọi người thưởng thức ấy là sẽ cảm thấy rất là ngon và không được đem đi chôn người khác đúng không các bạn. Rồi, của anh đây anh ạ. À. Ui, anh ấy muốn cho thêm topping này các bạn ơi. Ồ, ở đây còn có cả sô cô la hình con kiến luôn này các bạn ơi. Đây, rắc lên sô cô la hình con kiến luôn này các bạn ơi. Rồi, loại đặc biệt luôn, chắc chắn ở ngoài là không bao giờ có cái vị này luôn đấy. Ok, rồi xong. Rồi, anh ấy đưa cho sếp của anh. Ui, sếp của anh ăn nè. Ngon đúng không? Kỳ cục quá đi à. Chôn
của mình ấy, mình đã thay đổi rất nhiều nguyên liệu rồi, không làm theo đúng ý của anh ấy mà tại sao ấy là sếp của anh ấy ăn vẫn bị nôn nhở? Xin chào em, hãy làm cho chị một món mà ăn gì đó tráng miệng nha. Vâng chị ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho cái loại gì đây các bạn ơi. Rồi, ui nhìn này, bánh nè các bạn ơi, bánh nè, bánh sữa luôn. Rồi, yummy yummy. Bây giờ là xay luôn nè. Wow, nghiền bánh luôn. Rồi, ok. Ngon quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho vào khuôn này các bạn ơi. Các bạn thấy khuôn nào đẹp, mình thấy cái khuôn ấy mà ấy có hình con Mickey này xinh nè. Rồi, ok, mình sẽ đổ vào khuôn này hình Mickey luôn. Wow, rồi, ok, đậy luôn nè, nướng bánh. Wow, ui các bạn ơi, nhìn xinh dã man luôn. Bây giờ là nước sốt nè, ok, thì mật ong là ngon nhất nè các bạn ơi. Rồi, ok, đây, rồi bây giờ mình sẽ quét. Một chiếc bánh ngọt, à không, 4 chiếc bánh ngọt thơm lừng nước mũi đây rồi. Ok, đặt xuống đây, đây 4 chiếc bánh ngọt của chị đã có đây rồi. Bây giờ em cho thêm chút sốt dâu lên chị ạ. Ôi dồi ôi, kem dâu, ok. Bây giờ là cho thêm ít topping này các bạn ơi. Rồi, kẹo kẹo bảy sắc cầu vồng luôn. Đấy, ngon tuyệt vời, ông mặt trời. Rồi, wow, chị ăn ngon này các bạn ơi, chị đã trả cho mình 149 đồng tiền vàng luôn. Yeah. Một vị khách VIP nữa nè. Xin chào em, chị là chị gái của cái anh khách VIP nãy. Anh đấy nói là thái độ của em hơi bất ngờ đúng không? À không, thái độ của em rất là hòa nhã chị ạ. Thế nhưng mà tại sao chị là chị gái mà da chị trắng mà em trai chị da lại đen ạ? Thì là chị tắm trắng đi mà, nên là da chị ấy trắng hơn là da em trai chị. Bây giờ hãy làm cho chị một món gì bất ngờ đi, rồi chị sẽ bảo em trai chị đến tiếp. Được thôi, em sẽ làm một món cho chị bất ngờ. Rồi, ok. Khách VIP nên là vẫn phải coi những cái kiểu như là cái loại VIP cho khách VIP các bạn ạ. Đây này, bánh này, ui, kem này, rồi là kem que này, rồi kem cốc này, rồi lại kem ốc quế này. Ui dồi ôi các bạn ơi, đủ thể loại luôn. Ui dồi ôi, bánh nữa nè các bạn ơi. Rồi mình sẽ chọn là cái nào đây các bạn ơi. Rồi mình sẽ chọn là kem này đi, ok. Wow, nhiều phần VIP quá này các bạn ơi. Trời ơi, rồi có nhiều phần VIP quá, không biết là chọn cái nào đây. Bây giờ mình sẽ chọn là cái bánh cầu vồng này đi, ok. Rồi, cắt cái bánh cầu vồng vào đây. Rồi, chia 4, đổ vào đây. Ui, chia 4, tưởng đổ hết các bạn ạ, mà chia đổ xuống có một miếng. Tiếp theo thì là chọn cái loại nào đây các bạn ơi. Cho nước sốt nào vào đây. Ui dồi ôi, 7 sắc cầu vồng này các bạn ơi. Nè, 7 sắc cầu vồng này cũng đẹp nè. Rồi, ok, mình sẽ đổ vào đây. Wow. Rồi, bây giờ là băm nè các bạn ơi. Băm nè. Mệt quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ là con bảo rồi. Quét ba rồi. Xoáy vòng tròn nào. Wow, làm đông nè các bạn ơi. Nhìn đã là thấy thơm ngon rồi đúng không các bạn? Ok, bây giờ là khuôn nè các bạn ơi. Rồi, ok, hình bông hoa luôn. Rồi, 1, 2, 3. Wow, rồi, bây giờ nè, đổ vào cho chị này. Ơi, đổ vào cho chị gái. Ui trời ơi, kem đặc biệt quá. Các bạn ấy đã từng ăn cái loại kem cốc nào mà đặc biệt như này chưa các bạn ơi? Rồi, bây giờ thêm topping này. Rồi, mình sẽ cho cái thêm cái gì đây nhỉ? Các bạn ơi, các bạn nghĩ rằng ui, quả này các bạn ơi, quả dâu. Ui, dâu đẹp, một ít cherry này, rồi một ít là việt quất luôn này. Ôi, mình sẽ cho đủ thể loại luôn, bởi vì là cái chị này là cái chị khách VIP mà. Rồi, mình sẽ cho hết vào đây. Của chị đây ạ, chị ăn thử xem. Ngon quá em ơi. Vậy là chị đi khen mình đúng không các bạn? Yeah, vậy là mình đã có thêm vị khách. Ui số ơi, đúng là khách VIP khác các bạn ơi. Chị đã trả cho mình 320 đồng. Yeah. Vị khách tiếp theo là một cô gái. Ui các bạn ơi, cô này đang nóng giận này các bạn ơi. Không hiểu là vì lý do gì mà bạn ấy lại nóng giận như vậy á. Bạn áo hồng ơi, bạn áo hồng à, bạn áo tím ơi, bạn áo tím, bạn làm sao mà nóng giận thế? Những cô gái xinh đẹp, những cô ấy bắt nạt tôi. Bây giờ ơi, hãy làm cho tôi một chiếc bánh hay là một que kem gì đó để tôi ấy có thể trừng trị họ. Các bạn ơi, bắt nạt người khác ấy là không tốt chút nào đâu các bạn nha. Bây giờ ấy, mình sẽ giúp đỡ bạn gái này, sẽ dạy dỗ những cái bạn gái hay bắt nạt người khác ấy một bài học luôn. Nhưng mà bạn ơi, thực ra ấy, làm kem ấy mà ấy, làm cho các bạn đấy ăn ấy mà đau bụng ấy là không tốt chút nào cả. Nên là
thôi mình sẽ chỉ cho một ít bạc hà cay cay vào trong đấy để các bạn đấy sợ thôi các bạn nha. Chứ ơi mình không được chôn quá đâu, chôn quá ấy các bạn đấy mà ăn uống ấy mà vào bị đau bụng ấy là không tốt chút nào cả. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho một cái đây màu vàng này đi các bạn ơi. Rồi ok, vàng lỏng luôn các bạn ơi. Rồi ok, rồi ngứa luôn. Bây giờ là làm cái que ốc quế các bạn ạ. Rồi vỏ ok. Ui bây giờ này các bạn ơi, rất nhiều loại luôn, mang hình dáng là cục phân em bé luôn nè. Nhưng mà thực ra nó không phải là cục phân thật đâu các bạn ơi. Đây nè, nó chỉ là hình dáng thôi để dọa các bạn ấy hay bắt nạt người khác ấy. Một bài học đúng không các bạn? Ok, mình sẽ chọn hình dâu rồi các bạn nha. Rồi, ok, đây, kem ốc quế luôn nè. Rồi, bây giờ là sao ta? Bây giờ là có con rán luôn nè. Con rán ấy, làm bằng sô-cô-la có thể dọa cho các bạn ấy mà hay bắt nạt người khác một bài học. Đúng rồi, con rán nè. Rồi, cho con rán vô đây. Rồi, ok. Ok, đã xong. Yeah. Bây giờ bạn có thể trừng trị các bạn hay bắt nạt người khác rồi đó. Wow, cậu ấy ghê quá các bạn ơi. Vậy là chắc chắn đấy, sau bài học này thì cậu ấy sẽ không bắt nạt người khác nữa đâu nha. Các bạn ơi, vậy là ngày đầu tiên Hà Sam khai trương tiệm kem ấy thì đã tiếp xúc được rất nhiều vị khách kỳ lạ các bạn ạ. Có những vị khách ấy thì cực kỳ là cool rồi, rất là VIP luôn. Nhưng mà ấy, cũng có những vị khách ấy thì cực kỳ là khó hiểu, khó tính nữa các bạn ạ. Và có những vị khách ấy khi đến với tiệm kem của Hà Sam ấy thì lại nói là mình bị bắt nạt ở trường học đó các bạn ơi. Các bạn đi học ấy thì tuyệt đối không được bắt nạt các bạn khác cùng trường đâu nha. Chúng mình đã học cùng nhau thì phải yêu thương này, phải đùm bọc này mà chia sẻ cho nhau thôi, đúng không các bạn? Đây là game và hoàn toàn không có ở ngoài đời thật đâu nha. Và các bạn nên nhớ này, game là để giải trí. Tuy nhiên trong một ngày ấy, các bạn không nên dành quá nhiều thời gian để chơi game đâu. Bởi vì chơi game nhiều có thể ảnh hưởng đến mắt rồi sức khỏe của chúng mình nữa nha. Mỗi ngày ấy, khi mà học tập rất là căng thẳng mệt mỏi rồi, chúng mình muốn giải trí bằng cách chơi game thì chỉ nên dành ra 5 đến 10 phút để giải trí bằng cách chơi game thôi nha. Và video của Hà Sam ấy thì đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.